chào cả nhà. Xin chào cả nhà. À, cả nhà ơi, mà hôm nay á em cũng có nhờ Dũng Út lên á chán thêm mấy cái bên hông á, thì hổm thiếu á cát đá rồi, cho nên cận Tết quá người ta không có chở. Hôm nay người ta mới chở vô rồi chặn thằng cán cho nó xong. Để mà nhờ Dũng Út xây bếp luôn cả nhà. Giờ mời cả nhà vô bắt tay vào việc với ba dẫn cháu nha. Giờ con đẩy hai dẫn Sắp qua. Cho qua bên Dũng Út mới còn bên chỗ tạo nè, nó có nhỏ rồi vậy, chứ để hồi đó đặt lại nha. Qua để tôi đi lấy nước đổ đâu Dũng Út ơi. Để đổ bên đây cho Dũng Út ơi, Dũng Út ơi. Vô đây nè. Dạ. Đổ xuống luôn. Căng mạnh lên luôn.
không? Kéo bằng cây cuốc mình thấy vậy chứ nó mềm hơn cái cây giá giá cây cuốc nó lại cái mà chắc nó chưa cả. Ở nhà sớm á, em cũng có đi chợ á, em mua được con gà chống cựa nè. Về á, bữa nay em sẽ nấu giả cầy. Bây giờ em nấu giả cầy có là cái này là một bịch bột tàu ghi với lại một củ tương với lại một bịch đậu phộng. Ở đây thì có sả ớt. Rau ăn kèm nó thì có rau ngò ôm chút xíu nữa, cái em thọc bắp chuối á cả nhà, với lại chú tay em bào thêm ít nữa mình ăn kèm. Thì này là em hôm nay em nấu giả cầy thì ăn với bún cả nhà, bún với cơm. Ai muốn ăn cơm thì ăn, ăn bún ăn. Thôi giờ mời cả nhà đi thui gà với em nha. Vừa gà cả nhà, em không có gươm thui bằng cái thùng này nè cả nhà. Mình cho gà vô trong cái thùng, cái bát mình đốt hết cháy hết cái thùng mình nè. Bạn gà cũng dằn khè cả nhà. Sớm vậy cả nhà, gà em cũng thui xong rồi, rồi em thui rồi em chặt ra em để nãy giờ cũng ráo, rồi giờ em cho vô thau này em ớp luôn. Em cho vô xong rồi, giờ em sẽ cho một miếng sả, ớt, cái này củ hành, tỏi nè.
cho vô miếng, để miếng trường miếng lại rồi mình phi. Cho xong rồi tới này cho em miếng sả ớt. Cho vô xong rồi cái em cho thêm cái này là bịch bột cà ri á cả nhà. Giờ mình cho vô thêm một bịch cũng được mà nửa bịch cũng được, nhưng mà nếu mà ấy thì mình cho hết một bịch đi nó ngon hơn. Rồi lại ít đi. Cho xong thì giờ em cho miếng đường, cho muỗng đường, đây muỗng là 2, dặn thêm ăn phần 3 bột ngọt nữa cả nhà. Nếu ai ăn bột ngọt nhiều thì bỏ nhiều, còn ai không ăn được thì mình dặn miếng. Em cho thêm 2 muỗng hạt nêm nữa, hạt nêm thêm này là 1 muỗng nước mắm nữa nha, 1 muỗng nước mắm. Cái này thì tương hợp, tương hợp này em sẽ cho vô cái nước rồi cái chút xíu đó mình cho vô sau, cho nước cái vô nguyên, còn một ít mình trở lại. Cho vô xong rồi em đeo bao tay em trộn lên cho đều luôn cả nhà. Ở đây gần nhà em á cả nhà, bữa nào cũng có đám tiệc hết trơn, bởi cho nên người ta ca hát á âm sùm hết trơn, có gì cả nhà thông cảm luôn. Trộn lên cho đều. Cái gà mà mình nấu giả cày vậy nè cả nhà, là mình cho nước cốt, nếu mà ai ăn được nước cốt có cho nước cốt vô càng ngon, nhưng mà em thì em không có cho nước cốt cả nhà, tại vì nước cốt ăn vô ngán lắm, một hồi em nấu em chỉ cho nước dừa thôi, chứ còn nước cốt thì em không có cho. Giờ em ớp để đây khoảng cỡ chừng 20 phút cho nó thấm cả nhà, rồi chút xíu cái em sẽ đem lên em nấu cả 20 phút rồi em hả đem đi nấu. Giờ em đi bẻ bắp chuối với em sắt chuối cây, trong thời gian chờ đợi em làm mấy đó. Gà em ớt nãy giờ cũng thấm rồi, giờ em bắt cái son lên cái để em xào miếng vô ăn vô. Dầu ăn nãy giờ em cho vô cũng nóng mà, giờ em cho cái hành với tỏi em băm cho vô. Sẽ xong giờ em cho miếng sả vô luôn cả nhà, sả hả có chừa lại rồi. Thấy cơ sả với tỏi nó vàng á, cái mình đã cho vàng luôn. Giờ tỏi sả nãy giờ cũng vàng đó nha, giờ anh cho thịt gà vô luôn. Cho vô cái em sao lên cho nó đều. Mình đi chặt hai trái dừa cái hồi mình cho vô đây luôn.
Thì gà em nấu nãy giờ cũng săn nữa nha. Giờ em cho nước dừa vô luôn. Nãy em có chán cái thau, thau nước ớt cho vô, hồi em cho thêm tí xíu nước lạnh nữa. Giờ em cho nước dừa vô xong rồi em cho thêm một ca nước lạnh nữa cả nhà, cho nó ngập cái cục thịt, nhìn nè, cho nó thấm nó mới ngon. Giờ trong thời gian nấu này còn dư bếp á, em sẽ rang đậu phộng luôn cả nhà. Bếp này mất màu gì. Cho đậu phộng vô em rang hết luôn. Đậu cũng được rồi cả nhà, giờ em tắt bếp thôi. Tắt bếp để đây cho nó nguội nha, chút xíu cũng được bớt vỏ. Nãy giờ em cũng tách vỏ xong đó nha, giờ em cho vô trong cái cối nè, em đâm luôn. Cái này mình đâm sơ rồi, không có cần đâm nhuyễn, nhiều quá nó văng, sẽ vô bớt lại. Giờ gà sớm giờ em nấu á cả nhà, nó cũng được rồi. Giờ em cho thêm một ít đậu phộng rồi cái em tắt lửa, em múc vô trong cái nồi lẩu á, mình cho lên miếng gà mình ăn. Rồi giờ em cho vô. Cho vô ít đậu phộng cho nó thơm. Còn ít để lại chút xíu cái mình gắt lên trên mặt á, tô á cả nhà. Giờ cho xong rồi cái giờ em tắt bếp đi. Tắt bếp giờ em múc ra trong cái giờ em múc ra để mà mình dọn ăn luôn cả nhà. Giờ cũng chưa rồi. Sớm giờ cả nhà, mà gà em nấu giả cày cũng chín rồi. Bây giờ em mời cả nhà dùng bún với ba dượng cháu em. Mời cậu, mời dượng Út dùng bún. Mời cả nhà dùng bún. Ăn cậu nè. Cái này mới vô thì đũa này còn sạch thì mình gắp gì được, hồi có gì lấy đũa riêng gắp thấy không. Có giá rồi chăng ấy, con nặng miếng chanh chung với ớt. Mùi thơm dữ à. Giá này nhé. Oh.
thịt vô. Để vô đi. Đừng có ngại ngùng gì chứ. Ngồi chiếc ống kính là không đừng có ngại. Ăn không phải dòm lên mà ống kính kìa, đừng có dòm nó hoài. Dòm nó hoài. Trang này vô. Nè, giá nữa. Quá ngon à. Sao mình trụng rau ăn. Nãy giờ con làm có một mình mọc lu bu quên cắt quế. Nãy có mình mọc à. Làm này làm cái kia. Hôm nay chị ba kẹt chuyện cả nhà rồi không có ra được. Còn mẹ đi đám về hôm qua rồi bữa nay còn mệt rồi mẹ vô ăn cũng được luôn. Với lại ca cũng không có qua, giờ có ở nhà còn có mình em mà. Bởi cho nên em làm mình cũng hơi lu bu. Giờ cũng có dụng ốc với cậu đồ phụ đồ này kia cũng được. Giờ anh mời cả nhà ăn uống. Quá im. Cái này có cái bắp chuối với chuối cây. Rau ngò ôm nè. Cũng vô ăn kèm. Chuối này chuối sáp không nè? Dạ. Chuối hột chứ không chuối sáp. Màu à? Dạ. Sớm sinh trên hai thấy ở sau có một bụi mới trồng rồi. Ăn hôm nay cũng muốn tàn nhờ để còn hai ba cây gì đó. Có một cây cũng gần chỗ quầy nhưng mà đó chỗ quầy chắc không có ăn được đâu. Tại đây dùng mình làm như là không cái trái nó không có lớn gì hết. Để dành lấy bắp ăn không thịt con ăn tự nhiên ăn ngậm. Ăn rồi, ăn cười lên cái không ăn. Không, ăn cười nha. Bước cười miệng nó ơi. Nước ốc chập hoài. Con gà thế ăn ngon. Chấm. Cái là chấm ngồi không có nắng giấc này hay dội nắng hay nhốt dội nắng nắng chiều này mua gà cái hỏi cái chị bán á. Nó gà cựa với gà hổng cựa, gà nào nấu ăn ngon. À, sợ ớt. Bà nói sao? Bà nói gà chấm cựa nào nấu ăn ngon không đấy. Lụm gà chấm cựa liền. Thì đó. Cựa hồi nãy hai lóng tay á, cựa dài vậy đó. Bây giờ nhai giòn lụm luôn á. Ăn đây cậu, thịt nhóc luôn nha, đừng ngại gì chứ. Ốc đã ăn rồi. Ăn thoải mái à. Nhưng mà mẹ con thì hoa cũng không có ăn thịt gà này được. Chứ cái lại nấu dở cày nè cả nhà, nấu hơi cay một xíu. Chứ mà nấu không cay thì ăn nó ngon. Em ăn cay cũng được nhưng mà phải nấu cay. Dài ngày lốt dài, dài quá thấy những cái giờ ăn dai thiệt nhưng mà thịt nó mềm. Xin phép dùng tay cả nhà để cầm đũa cái ăn nhiều khi cái chợt chợt cái văng cái tùm lum nữa. Cầm tay rồi không cầm tay rồi không được để em thử nhảy hay không nhảy
thêm vô. Nước ăn sao? Giờ vừa ăn không? Ngon luôn chứ vừa vậy. Có gì góp ý thằng Mai mua anh mốt mình nêm nếm lại. Ngon rồi, ok rồi. Nó hiền có học ở đâu mà mình nấu ăn thiệt ngon ấy. Mới hẩm nhỏ cũng kêu học phá đó, xuống ông thầy Sơn cũng học. Mới học đây xuống núi rồi hả? Xuống núi. Cậu ta học ta học tới mấy năm mày học có không? Bữa xuống núi à? Học bữa một xuống núi liền học được cái món này là xuống núi liền nấu luôn. Cũng hay. Học cũng thầy nào vậy? Học cũng thầy ở dưới gần nhà vụ dưới đó. Để không? Thầy đó bọn biết nấu dữ lắm chứ sao mà ngon lắm sao mà mày xuống mày học. Đúng không? Ở dưới có ông thầy đâu, chắc anh gầm hỏng, cái không biết đâu. Cái ông thầy đó với ông thầy ba, hai ông khác bên nữa. Ăn này mát dữ rồi ha anh gầm. Mát không? Mát không mát trả lời. Đang ăn mà trả lời sao được hết cậu? Gấp lại thịt ăn đi. Ngứa gì đâu, ngứa chỗ nào? Giờ này mà ngứa vậy? Thịt nước. Cảm ơn. Quá tí rồi, chứ cùng ăn. Cậu ơi, thịt này cậu ơi. Có rồi. Ăn nhiều nhiều vô. Ngấp luôn. Làm nấu này có gà trống đá, gà trống cầu này là nó mang là ok luôn. Ngồi kết bên này cũng là ông thầy đó, ông thầy này nó ăn được. Cái này con tính á, mua bánh mì ăn cũng được mà, nhưng mà cái con nói thôi, mình ăn cơm hoặc ăn bún thì nó ngon hơn. Không mà nếu bánh mì là ăn mau ngắn lắm, thậm với có cà sống là ghém vô và ăn là ok luôn. Dạ. Với lại cái phần đó là cái này là con chỉ nấu nước dừa thôi, chứ còn cái nước cốt dừa là con không có nấu, con không cho vô. Tại có nước cốt dừa mình ăn mau ngắn. Đúng rồi. Cảm ơn rau vô nó ngon. Nghe từ từ nuốt nha, đừng có nuốt bậy qua lộ cái chết luôn á. Đúng rồi cậu. Đừng có qua lộ bậy nha. Cái này qua lộ là nó không có xuống đâu à. Nằm ngang đó chết luôn. Sớm ở trong nhà
em ngồi em thấy nó cũng hơi tối rồi thôi, cho nên nó em ra ngoài này ăn cho nó sáng, nhưng mà cuối cùng là hồi nãy là nắng là không có, nhưng mà bây giờ nắng nó dội vô ngay mặt. Bây giờ dội thì dội, ăn thì ăn. Cái giờ đang ngồi ăn rồi, hết chạy đâu rồi? Chú Quyết không chạy hả? Không chạy. Trang gậu rồi, Trang vô đây. Tự nhiên đi, mắc cỡ gì lắm. Mình tập theo người nước ngoài đừng mắc cỡ. Nếu mắc cỡ là chết. Cỡ là đối á. Tự nhiên nó tự nhiên như trên dòng. Con ăn con mắc cỡ mà cũng mắc cỡ vậy con. Ừ. Thì nó không mắc cỡ mình thôi, mình là người khách mà mình mắc cỡ vậy. Cục đùi nè con. Con chan nước gì yếu xìu vậy? Chan nhiều nhiều quá ăn nó mới ngon chứ chan nhiều khô queo sao mà ăn. Chứ có cái bắp chuối với chuối cây này ăn ngon rồi. Kèm vô ăn vậy mà đỡ ngán hay không? Có rau ngò ôm nữa mà. Ăn lặng á. Nhìn quá. Cái này thường thường mình á là mình ăn cái đá cách lá nhào mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà sao cái mua rau á, đi mua cái đầu ốp nè. Cái tô bán cậu nói là đâu con về con ăn cái rau ngò ôm nè, quế nè, với bắp chuối với lại cây chuối cây á. Đúng rồi. Con kèm con ăn không, đi. Cái này lạ nè, này cũng như lúc trước, đó giờ là ăn lá cách với lá nhào nấu chung rồi. Thì bởi vậy. Còn cái con thấy vậy con nói ủa sao mà nấu thì ăn cái này ăn kèm mà lạ vậy. Cậu nói con về con ăn thử đi ngon lắm. Chân miền Tây là phải ăn vậy đấy. Con hỏi con đâu, nói con ở Trà Vinh, mà nói Trà Vinh mà không biết ăn cái này là chết rồi. Thì chưa có thưởng thức qua cái rau đó. Thường thường nấu này là chuối sáp sồn sồn là mình sáp khúc mình để vô nè, hoặc là mình nấu chín mình để vô cũng ngon nữa nè, cũng thấm ăn rất ngon. Rồi lá cách lá nhào chứ đâu có từng mà ăn cái này đâu, ăn này giống như ăn bún nước lèo vậy, ăn mắm kho được vậy mà nó ngon. Cô bán con nói đâu con về con ăn thử thì ngon lắm. Con thấy vậy thôi mua luôn. Mua bó rau ngộm. Về đây bẻ thêm cái bắp chuối. Chỉ sắm ra chuối cây. Đấy, cô chuối cây bự quá, lọc ra còn chút xíu không? Dạ, con lấy cái lỗi. Đừng có ngại ngùng người cho gần yếu hả cậu? Yếu. Mua thêm nữa cậu. Thêm hết rồi. Thế mấy? Chúng mình làm như thế nào?
ăn nữa gì không? Hay là cậu không ăn nữa con tắt ra bếp ạ. Để nó gió táp vô đây cái nó nóng quá. Bây giờ cũng năm mới, em cũng xin chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc. Giờ bữa ăn của ba dưỡng cháu ở đây cũng xong rồi cả nhà. Giờ em cũng xin cảm ơn các ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem clip ủng hộ cho em. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào.